Sau mùa giải năm ngoái hợp tác thành công, năm nay giải Cúp Quốc gia 2020 sẽ tiếp tục đồng hành với nhà tài trợ Bamboo Airways. Bên cạnh đó, VPF cũng công bố hợp tác với Bamboo Airways trong cả vai trò là nhà tài trợ vận chuyển chính thức tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Các câu lạc bộ được hứa hẹn sẽ được cung cấp những chuyến bay với mức giá ưu đãi nhất khi di chuyển thi đấu. Điều này được coi là một tin vui với nhiều đội bóng có kinh phí hoạt động không mấy dư giả. Ngoài ra, trong buổi ký kết hôm nay, VPF cho biết trước tình hình dịch bệnh do virus corona diễn biến khó lường, Cúp Quốc gia Bamboo Airways nhiều khả năng sẽ được rời đến tận ngày 3 tháng 4 mới khởi tranh.